Dương Mịch lộ đôi chân que củi như sắp gãy, nguyên nhân phía sau khiến netizen sợ hãi. Dương Mịch đang là một trong những mỹ nhân hoa ngữ có lịch trình công việc dày đặc nhất showbiz hiện nay. Dù rằng đang quay bộ phim Định Luật Tình Yêu 80-20 song người đẹp họ Dương vẫn mải miết tham gia nhiều game show và sự kiện. Tuy nhiên, với mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại gây xôn xao với hình ảnh thật do tin qua đường chụp. Mới đây, trang Sohu đã có bài viết tiết lộ ảnh hậu trường sự kiện tuyên truyền game mới của Dương Mịch. Tuy nhiên, mỹ nhân tam sinh tam thế khiến các fan lo lắng tột độ khi bất ngờ lộ diện với đôi chân gầy khẳng khiu như que củi, không còn nuột nà như trước. Đôi chân trắng mịn, đầy đặn từng là điểm đáng ngưỡng mộ trên cơ thể Dương Mịch. Thế nhưng giờ đây là bị nhận xét là nhỏ như que củi và gân guốc khó coi. Có ý kiến cho rằng Dương Mịch đã giảm cân, chính vì vậy vóc dáng có sự thay đổi đáng kể. Dương Mịch là một trong những sao nữ cực kỳ nghiêm khắc trong việc giữ dáng. Trong chương trình Tôi Muốn Lên Xuân Vãn, Dương Mịch đã lên top tìm kiếm vì chỉ dám ăn đúng một sợi mì. Nàng Bạch Thiển từng tuyên bố người ta có thể già đi vì quy luật của tạo hóa, nhưng việc để mình béo lên là sự vô trách nhiệm đối với bản thân. Cô không thể chịu đựng được việc lên cân. Đó là lý do tại sao trong nhiều năm nay, Dương Mịch luôn xuất hiện với thân hình mảnh khảnh. Cô thậm chí còn là một trong những ngôi sao sở hữu vòng eo nhỏ nhất nhì showbiz hoa ngữ. Nữ diễn viên Phủ Dao Hoàng Hậu từng đăng tải hình ảnh tập luyện ở phòng tập và thực đơn ăn uống ít đến khó tin. Để giữ dáng, bữa ăn của Dương Mịch chỉ có 7 chiếc bánh bao nhỏ chấm với nước tương, ăn kèm một đĩa salad trứng luộc, bơ, cà chua, ngô, xà lách, dưa chuột. Bên cạnh đôi chân gầy đáng báo động, nữ thần họ Dương nhiều lần bị công chúng bóc mẽ vóc dáng thật không giống như trên ảnh. Cô có một khuyết điểm chết người đó là vòng một khủng, nhưng vòng ba lại lép kẹp thiếu sức sống. Để khắc phục, người đẹp nhiều lần sử dụng quần đội mông để vòng ba trở nên nở nang hơn. Trong những lần diện trang phục bó sát, Dương Mịch dễ dàng để lộ khuyết điểm này trước ống kính. Nhiều người cho rằng do ăn kiêng quá tiêu cực nên vóc dáng của Dương Mịch ngày càng thiếu sức sống, không hề đẹp hay gợi cảm như cô nghĩ. Không chỉ có mình Dương Mịch, rất nhiều người đẹp hoa ngữ ám ảnh với cân nặng và có những cách ăn kiêng độc nhất vô nhị khiến dân tình kêu trời. Mỹ nữ 4.000 nam Cúc Tịnh Y từng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung khi đăng tải một đoạn video ăn bánh mì. Dân mạng sửng sốt khi phát hiện Cúc Tịnh Y chỉ ăn một miếng bánh nhỏ cũng phải nhai tới 32 lần. Theo phân tích của netizen, sở dĩ cô làm vậy là vì việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ gửi cho não bộ thông tin giả là đã no và có ích cho việc giảm cân. Không khắt khe như Dương Mịch nhưng mức độ siết cân của Trương Tử Di cũng khiến người bình thường khó mà theo kịp. Chỉ ăn 4 miếng mì trước khi sải bước trên thảm đỏ Cannes. Bữa ăn duy nhất trong ngày là giá đỗ nấu nước trong. Bảo sao khi mang thai 30 tuần, Trương Tử Di cũng chỉ nặng 58kg. Cực chăm chỉ khoe các món ăn ngon trên mạng xã hội nhưng đến khi tham gia show truyền hình, thư kỳ lại khiến khán giả choáng nặng vì không ăn thịt hay đồ ngọt. Khi được đàn anh Hoàng Bột nấu cho một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật, thư kỳ cũng chỉ chụp hình và ăn duy nhất một miếng mà thôi. Xây dựng hình tượng cô gái tham ăn và từng tuyên bố ăn uống vô độ là cách để giảm béo, nhưng thực chất Địch Lệ Nhiệt Ba lại cực kỳ khắt khe trong việc ăn uống. Cô nàng chỉ dám ăn một mẩu bánh mì siêu nhỏ rồi trả lại nguyên chiếc bánh cho nhân viên. Nữ diễn viên hóa ra không dám ăn nhiều như những gì thường xuyên thể hiện trên show. Điều này khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị dân mạng chỉ trích là trà xanh giả tạo. Khi tham gia show truyền hình, Đồng Lệ Á đã khiến khán giả hết hồn khi phải mất tới 5 phút mới ăn xong một chiếc bánh quy nhỏ xíu. Phải chăng vì vậy mà mỹ nữ Tân Cương này than thở rằng mình béo khi chỉ nặng có 42,5kg? Với châm ngôn, hoặc là gầy, hoặc là chết, Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao showbiz có chế độ ăn kiêng gắt gao nhất. Khi tham gia show truyền hình, nàng Sam Thái tự hào khoe rằng mình từng giảm được 10kg trong vòng một tuần. Khi đó, ông xã Từ Hy Viên đi công tác trở về, thấy vợ giảm cân nhanh đến như vậy đã hoảng sợ, tưởng cô bị bệnh nặng và nhanh chóng đưa cô đi khám. Tuy nhiên, cách giảm béo của Từ Hy Viên rất không khoa học và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô từng công khai thực đơn bữa ăn khi làm việc của mình gồm 2 miếng cơm, một món ăn chay và một chút xíu chao mà thôi.